Chào mừng quý vị và các bác đã đến với kênh Hoa Lan Ninh Bình. Đây là kênh video lập ra nhằm chia sẻ khám phá về hoa lan, kỹ thuật, kinh nghiệm trồng, chơi, chăm sóc hoa lan. Rất mong quý vị và các bác ủng hộ đăng ký kênh, ấn vào nút thích video và thầy hay xin chia sẻ cho mọi người cùng xem. Kênh YouTube Hoa Lan Ninh Bình xin trân trọng cảm ơn. Vâng, em xin mến chào các bác yêu hoa lan trên toàn quốc. Xin mến chào các bác mà đã yêu mến thường xuyên theo dõi kênh Hoa Lan Ninh Bình của em. Thì hôm nay em xin phép các bác được quay cũng như là chia sẻ với các bác một cái bông vị hòa. Đấy, thế thì hôm nay nó nở thì và hôm nay là ngày Chủ nhật ở nhà thì em xin quay cũng như là gửi đến các bác. Và cũng xin nói luôn với các bác là nếu như bác nào mà thích ý, thì em xin chia sẻ cho các bác luôn một cái cây vị hoàng có 6 lá, một hoa, một cần hoa và một cái măng. Lá thì chiều dài khoảng độ 60 cm và chiều rộng khoảng 4 cm, em cũng không đo, nhưng mà nó có cái giá thành phải 1 triệu các bác, 1 triệu. Thì em sẽ để cho các bác để các bác về làm giống. Và hiện tại thì cây đang có một cần hoa và một măng nha các bác nhá. Và bây giờ xin mời các bác ngắm cái cần hoa vị hoàng hôm nay đang nở trong cái ngày mưa. Thời tiết ở Ninh Bình chúng em bây giờ là 8:10. Hôm nay là ngày mùng 7 các bác. Ngày mùng 7 thì đang mưa. Đây là bông vị hoàng bói các bác. Và cái số lượng bông ở trên cần ấy thì nó có được 14 bông thôi. 14 bông vị hoàng các bác nha. Đây là cái mặt bông của nó. Tất nhiên là nó mưa nên nó hơi bị cúp. Nếu như thời tiết mà nó không mưa mà vào cái thời gian thời điểm này thì nó sẽ nở rất là đẹp. Đây, mời các bác xem trụ nhụy là vàng này, lưỡi này. Đấy, và cánh hoa màu vàng. Bông này của em thì nó nở từ hôm qua. Hôm kia được mấy ngày hôm nay rồi nhưng mà nó cứ nở dần dần ở trong kia ra đấy. Và đến bây giờ thì hôm nay nó nở gần hết rồi. Đấy. Còn tình trạng cái cây đây. Cái cây có 6 lá. Lá đây các bạn. Đấy. Đây là tình trạng của cái gốc. Và cái măng. Một măng nha. Một măng, một hoa. Và nếu bác nào có nhu cầu thì em xin chia sẻ cho các bác là 1 triệu. Vị hoàng thì là một trong những các cái cây mà quốc dân à. Chắc các bác chơi lan thì ai cũng biết đến cây vị hoàng. Và cũng xin thưa với các bác là lan thì bây giờ là chính thức là sập rồi. Đấy, nhưng mà với những các cái người chơi lan thì bây giờ cây lan nó về với cái giá trị đúng của nó. Và thậm chí là nó còn xuống bên dưới cái giá trị thật của nó.
Vì qua một cái cơn sốt lan đấy các bác, qua một cái cơn sốt lan thì một số những người mà đầu tư lan thì bây giờ là đã đang ngao ngán rồi, đã đang và một số những người mà mới chơi rồi chưa có điều kiện sưu tầm được những các cái cây lan đẹp cho mình thì bây giờ cũng tự nhiên cảm thấy là chùn. Đấy, chùn và không đầu tư nữa. Nhưng quan điểm của em thì xin thưa với các bác là nếu như mà mình có cái tâm hồn hoặc có cái sở thích là yêu sinh vật cảnh, cây cỏ, hoa lá thì đây là những các cái thời điểm mà cho chúng ta sưu tầm được những các cái cây lan hoặc những các cái cây mà mình có cái niềm yêu thích hoặc say mê để về mình làm những các cái bộ sưu tập cho riêng mình. Và xin thưa với các bác thì mình cứ chăm sóc 2-3 năm sau, khi mà vườn nhà mình có được những các cái chậu lan to và đẹp nở hoa như thế này thì lúc đó nó mới mang lại cho chúng ta những các cái cảm hứng tuyệt vời như thế nào. Và cũng xin thưa với các bác rằng ấy, qua cái cơn bão lan vừa rồi thì nếu như mà nó có trở lại được thì phải ít nhất là phải 3 năm sau. Đấy. 3 năm sau thì với những người chơi lan, với những người yêu lan, với những người mà muốn sưu tầm cho mình những cái đẹp và chúng ta chăm sóc có những các cái giò lan to khủng cũng như là nở hoa và chia sẻ đến với mọi người và mọi người mới nhìn với cảm nhận được đó là với là những các cái tác phẩm tuyệt vời. Còn lại là cái cây lan này thì trong một vài năm tới là chưa thể có thể khôi phục lại được đâu các bác nha. Những cái gì mà nó đã đổ vỡ rồi thì rất là khó hàn gắn lại được. Và nếu hàn gắn lại được thì nó chỉ là bằng những các cái thời gian. Nó phải có một cái khoảng thời gian rất là dài và để cho mọi người trải nghiệm cũng như là mọi người chăm sóc, đánh giá thì lúc đó nó mới trở lại được. Và hôm nay thì em quay chia sẻ với các bác với những các cái cây lan, với những các cái chậu lan mà đang có hoa như thế này. Thì để cho các bác, nếu bác nào có nhu cầu sưu tầm thì để cho các bác yên tâm. Yên tâm là cây đã nở hoa và đã có hoa. Không lo phải là mua nhầm hoặc là không có hoa nữa nha các bác nha. Hoặc là nó lại ra cái cây khác. Em thì chơi lan, rồi là chia sẻ, rồi làm do tút gửi đến các bác. Và em cái vườn của em thì không nhiều, do vậy mà chả có lẫn, chẳng có nhầm cái cây nào cả các bác. Chỉ có những người mà buôn bán kinh doanh thì người ta mới hay bị nhầm. Thậm chí là người ta đi mua lại của cái người khác này, rồi về người ta bán lại cho các bác thì thậm chí người ta chẳng biết nó là cái cây gì. Chỉ nghe ông chủ nói thế thì ông về ông bán thế. Nhưng đây chúng em là sưu tầm về chơi. Chơi thì khi mà có thì chia sẻ cho các bác. Lúc đắt thì bán đắt, lúc rẻ thì bán rẻ. Và hoa thì cây nào là nó ra cây đấy. Không bao giờ có cái chuyện nhầm lẫn giữa cây nọ với cây kia.
Rồi, vậy em xin chào các bác nha. Hôm nay thứ bảy, hôm nay thứ bảy ở nhà thì em làm một cái video xin quay cũng như là chia sẻ đến với các bác. Và nếu mà bác nào mà có nhu cầu sưu tầm cái cây này thì alo báo cho em để em nhổ cây chuyển cho các bác luôn. Và với cái giá thành là 1 triệu các bác, 1 triệu một cây này. Và em còn mấy cây 5 sao Sita nhé, hàng vạ A3 của Thái. Nếu bác nào mà có nhu cầu thì các bác cũng cứ liên hệ với em, nó cũng có giá trị 1 triệu một cây, đẹp ngang với xanh Huế, thậm chí còn đẹp hơn, và cũng có măng mầm hết rồi, cây rất là khỏe lực. Rồi, em chào các bác, xin hẹn gặp lại các bác trong các cái video khác. Xin trân trọng cảm ơn các bác đã theo dõi video.